Chiều 22 tháng 9 năm 2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm tuyên ngày 25 tháng 8 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty VN Phạc Ma. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao nhận định, bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VN Phạc Ma, ông Nguyễn Minh Hùng cùng bị cáo Võ Mạnh Cường và chính đồng phạm về tội buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là chưa đầy đủ, toàn diện và chưa phản ánh đúng bản chất của vụ án. Vụ án có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội và người phạm tội, từ đó dẫn đến hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo là quá nhẹ, không tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội đã thực hiện, gây dư luận bất bình trong thời gian vừa qua. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ án còn có nhiều vấn đề cần được điều tra làm rõ nhằm xử lý toàn diện, đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Theo nội dung kháng nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xem xét 4 vấn đề chính gồm: 1. Tội danh. 2. Án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội, lọt hành vi phạm tội. 3. Kết quả giám định của Bộ Y tế có mâu thuẫn, không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế khách quan của vụ án. Và 4. Là làm rõ số tiền 7,5 tỷ đồng chi hoa hồng trong các bệnh viện. Trước đó, ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án cho các bị cáo trong vụ buôn lậu 9.300 hộp thuốc H. Capita 500mg caplet chữa bệnh ung thư không rõ nguồn gốc của công ty VN Phạc Ma. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VN Phạc Ma, ông Nguyễn Minh Hùng, lãnh án 12 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hùng và nhiều bị cáo khác đã làm đơn kháng cáo.